gì nó ở trên đầu em, nó gớt xuống cái cành vậy nè. Ở em bung xuống em chạy, chạy xuống lấy môi. Hai mẹ con rất là xanh do là bị mất máu rất là nhiều, tiếng kêu rất là yếu ớt. Lúc nào cũng quái hết á, cũng mới chơi đùa thôi chứ. Phải dùng hai kích, để dùng chèn. Nghiêng về bên này thì đè về con, nghiêng về bên kia thì lại đè về mẹ. Tay cần lẹ một tí nhỏ là mình phải dừng lại liền. Nếu như mà chậm thì dây cút vàng nó để cứu người, nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của hai mẹ con. Ngày 4 tháng 1 năm 2020 thì lúc 11 giờ 15 phút chúng tôi là đang lúc mà ăn cơm. Gọi là con chạy. Ngồi chữa cháy nè. Hai người thì bây giờ tình hình hai người đó như thế này. Rồi, cảm ơn anh. Báo cáo đồng chí chỉ huy, hiện nay đang có sự cố sạt lở đá tại 125/6 đường Nguyễn Trãi. Đề nghị đồng chí chấp báo cho báo động đơn vị và tổ chức cứu chữa. Được, đồng chí báo động cho toàn thể cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Mấy tấn mà có những cái cục đá mà nó to gần bằng cái xe UAT, xe ô tô á, thì nó với cái trọng lượng rất là lớn như vậy, nó đè lên hai mẹ con là rất là xanh do là bị mất máu rất là nhiều, tiếng kêu rất là yếu ớt. Hiện trường nó rất là chật hẹp, các cái khối đá ở trên cao nó có thể là nó bị chấn động do là cái đợt sạt lở đá trước đó, thì nó có thể nó rớt xuống bất kể lúc nào. Hai mẹ con nếu như mà không đưa được ra sớm thì cái vết cắt nó chảy máu rất là nhiều, không cầm được máu thì sẽ hai mẹ con sẽ bị mất mạng. Chúng tôi cố gắng để đưa ra những cái phương pháp chiến thuật vừa đảm bảo an toàn cho nạn nhân và vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ. Để động viên hai mẹ con để là người ta khỏi hoảng loạn, để có lực lượng cứu nạn cứu hộ tới rồi thì để nạn nhân khỏi hoảng loạn về tâm lý, để dễ bị sốc gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng. Sau khi để an của nạn nhân và để triển khai đội hình kích thủy lực nâng xuống đá và chèn ép để cho đá khỏi bị xê dịch và khỏi bị đè và làm đau nạn nhân, để xảy ra những trường hợp thứ cấp. Hai mẹ con thì lại nằm ở hai bên của hòn đá, nếu như mà nghiêng về bên này thì đè về con, nghiêng về bên kia thì lại đè về mẹ, đó nên là chúng tôi phải sử dụng các cái biện pháp mà như là kê kích để làm sao mà nó không ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của hai mẹ con. Nếu như mà chậm cái dây cút vàng nó để cứu người, nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của hai mẹ con.
Phải dùng hai kích, dùng chèn để cho nó khỏi phải kích bên này thì nó ép bên kia, nên là phải kỹ thuật là phải đồng đều, nên là phải làm người, chỉ cần người ta chỉ cần làm một tí nhỏ là mình phải dừng lại liền. Người mẹ nó bị hòn đá nó đè lên một cái đùi phải và gần như là bị gãy lìa, là chúng tôi phải tính toán là phải đưa người mẹ ra trước, tại vì một vết thương của người mẹ nó nguy hiểm đến tính mạng nhiều nhất thì chúng tôi tập. Nhờ mấy ảnh cũng nhanh tay chứ không ngồi là cũng không lấy được mẹ con nó ra đâu. Sống được là mừng không? Mấy cái anh bác sĩ mổ em cũng mừng giùm mà. Ảnh kêu tưởng hai mẹ con xong rồi chứ.